Hôm nay quá quý quá vui luôn mọi người ơi, một người anh đến từ Tiền Giang, từ tỉnh Tiền Giang chạy xuống Bạc Liêu, bỏ ra mấy trăm cây số, mấy tiếng đồng hồ để xuống ủng hộ thị sản Yên Duy. Một sản phẩm đó là sục oxy tươi. Như quý vị và bà con biết á, đọc sục oxy tươi tại thị sản Yên Duy là một trong những sản phẩm mà hạ được chi phí tạo oxy hòa tan cũng như tạo dòng chảy rất là hiệu quả. Và hôm nay rất là vui mừng và rất là quý mến một người anh đã không ngại đường xá xa xôi chạy một chiếc xe tải rất là mới nha, mới chát luôn nha. Đó, vậy theo 63 Tiền Giang xin chào. Rất nhiều và rất là nhiều quý anh em và bà con đã không ngại đường xá xa xôi đi từ nhiều tỉnh khác nhau đến showroom thị sản Yên Duy để giao lưu cũng giống như là liên kết làm ăn về thuốc men và đầu nghề thủy sản nông nghiệp. Duy xin chân thành cảm ơn toàn thể quý bà con và quý anh em đã luôn quan tâm trên kênh, trên nền tảng công nghệ hoặc là ghé tại showroom thì Duy rất là vui mừng vì điều đó. Hàng ngày thì Duy phục vụ quý vị các bạn đó là giao hàng về thuốc men và đầu nghề thủy sản nông nghiệp, giao hàng toàn quốc, Duy bao phí ship đến toàn thể quý vị các bạn. Trong thời gian vừa qua thì Duy đã phục vụ rất là nhiều người, hàng ngàn người tại Việt Nam, tại rất là nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý bà con và quý anh em. Chị hôm nay thì chia sẻ một cái video thực tế, đó là về cái sục oxy tươi Duy đang vận hành, và qua một khoảng thời gian thì thấy được cái việc và tiết kiệm điện của nó rất là ok, và Duy sẽ chia sẻ cho quý vị cùng theo luôn. Như quý vị thấy nè, đây là cái sục oxy tươi trên ao này, hiện tại là ao 600 nha quý vị, và mình chỉ sử dụng nó là một cục thôi. Và cái dòng chảy của nó thì rất là ok nha quý vị. Và cái việc này á, thì nó sẽ được thụt oxy hòa tan trong nước, và cũng giống như là nó sẽ tạo được cái dòng, tạo dòng luôn nè. Đây như quý vị thấy nè, như quý vị thấy không, nó sẽ tạo dòng tương đương khoảng một cái dàn quạt nha quý vị, khoảng một cái dàn quạt. Có nghĩa là bao giờ thì mình ban ngày thì không cần đảo quạt, mình chỉ cần là chạy quạt khi mà mình xi phong thôi. Đây, rất là tiết kiệm nha quý vị. Và cái oxy mà khi mà nó đánh vào nước, nó trộn vào nước á, thì cái oxy rất là mịn và nó sôi vào nước này, quý vị thấy không, khá là mịn, là khá là ok nha. Và nó sẽ đạp theo luồng, một cái luồng như thế này đây, nó sẽ đi giáp ao luôn, và xong rồi nó quay, sẽ quay lại rồi xong Duy sẽ cho quý vị coi cái đồng hồ Embe nha. Embe của motor đang chạy nha. Đây đây, đây 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 đây, hiện tại là nó 5.2 ampere. Như vậy thấy nè, ok không, 5.2 thì nó sẽ tương đương với một cái dàn quạt 12 cánh, là nó rất là nhẹ điện nha. Còn nếu mà cục super 65 á, mà nó muốn chạy được nồng độ oxy hòa tan mà nó đủ cho cái ao này á, thì nó tầm khoảng 12 ampere, cái là công suất nó sẽ gấp đôi cái thằng này. Nhưng mà cái thằng súp lăng thì nó không có tạo được dòng chảy. Đây như vậy thấy nè, dòng chảy nó sẽ đều nguyên ao luôn. Cái này mà xài được cái là phái dữ lắm, tại vì nó lắp ghép nó rất là gọn nhẹ nha. Một khi mà vô một cái vụ mới mà ghép cái oxy là rất là ngắn. Bây giờ là nguyên một cái dàn phao như thế này nè, bây giờ nếu mình ghép được cái sục oxy này thì nó gọn nhẹ hơn, vận hành nó gọn hơn, và lắp đặt nó cũng rẻ nữa nha quý vị. Nếu như quý vị mà có motor sẵn thì Duy có cái dàn, Duy đã thiết kế nè, chân vịt đồ này nọ đã thiết kế đủ hết, và về chúng ta bỏ vô phao chúng ta chạy thôi. Còn nếu không có thì Duy có motor luôn, motor chuyên dụng luôn. Nếu ao 1000 đổ lại á thì chúng ta sử dụng một cục là nó đạp được nguyên ao. Rồi như quý vị thấy không, nó đạp rồi. Còn nếu mà ao mà tầm cỡ 1000 đổ lên á thì chúng ta nên xài hai cục. Duy có ông anh ở khu vực cầu Mỹ Thanh của huyện Vĩnh Châu á, là hiện tại là 1500 là xài hai cục. Xài hai cục là về tôm được 24 con bình thường như vậy, về cũng mấy vụ rồi. Thì Duy thấy được ở đây là một cái giải pháp mà nó hạ được cái chi phí rất là nhiều. Và hạ được chi phí đầu tiên là chi phí tiền điện, rồi chi phí lắp đặt ao này nọ, mà khi mà mình đầu vụ rồi đó thì nó hạ được chi phí rất là nhiều. Và mong muốn là chia sẻ đến bà con
và cũng giống như toàn thể quý anh em nuôi tôm. Xin cảm ơn quý các bạn đã luôn quan tâm đến video, cũng giống như là ngày hôm nay thì Duy cũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn quý các bạn nha, và xin chúc cho toàn thể quý các bạn một vụ mùa thành công cũng như là có nhiều sức khỏe. Xin chào quý các bạn và hẹn gặp lại toàn thể quý các bạn ở video sau. Chào.